Xin kính chào và mời quý vị và các bạn đến với các tin tức an ninh trật tự cập nhật trong bản tin 113 online chiều ngày 12 tháng 3 của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là thông tin về vụ việc đang gây bức xúc dư luận, bé trai bị cha dượng bạo hành. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đức Thắng, 42 tuổi, trú tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận vào tối ngày 8 tháng 3 sau khi ăn nhậu cùng bạn bè, ngủ dậy thì thấy con riêng của vợ là bé Lê Tấn An, 9 tuổi, học sinh lớp 3, trường tiểu học Tân Thiện, cầm điện thoại của mình chạy ra ngoài đường nên đã lấy lại điện thoại và đánh cho bé. Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh đối tượng Thắng đánh đập dã man con riêng 9 tuổi của vợ ở trong nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu An đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé trai bị đa chấn thương phần mềm. Đến ngày 11 tháng 3, cháu An được xuất viện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Nhiều lần dùng dao và súng truy sát một người phụ nữ, đối tượng Lê Văn Thiện, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã bị Công an huyện Chư Quynh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, tại xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, Thiện cầm hai con dao đến nhà chém một phụ nữ 43 tuổi và em trai của nạn nhân, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong, Thiện bỏ trốn khỏi tỉnh Đắk Lắk và bị Công an huyện Chư Quynh ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã trên toàn quốc. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, Thiện quay lại tỉnh Đắk Lắk và tới nhà người phụ nữ này, dùng súng bắn hai phát sượt ngoài da nạn nhân rồi tiếp tục đuổi theo truy sát. Tuy nhiên, khi nạn nhân chạy được vào nhà, khóa cửa lại, đối tượng mới cầm súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Chư Quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân, đồng thời truy bắt đối tượng. Qua cái xác minh ban đầu, thì xác định được là đối tượng Lê Văn Thiện từ Nghệ An vào. Thì đối tượng này là đối tượng lang thang, không có nơi ở ổn định, không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó. Rồi có cái hiềm nghi rồi xích mích. Cho rằng là chị Hiền này là có cái mối thù hằn với mình, cho nên tìm mọi cách để trả thù. Sau đó chúng tôi đã họp và chỉ đạo cái lực lượng hình sự, lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiếp tục truy bắt bằng được cái đối tượng này. Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và Campuchia. Đến tối ngày 10 tháng 3, tại lán trại của người dân ở xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Thiện. Tại hiện trường, thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 2 cây dao dựa. Bước đầu Thiện khai nhận do có xảy ra nhiều mâu thuẫn với người phụ nữ trên nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để trả thù. Khẩu súng gây án cùng 11 viên đạn được đối tượng mua của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá 6 triệu rưỡi. Tôi từ người ăn vào Đắk Lắk làm ăn thì ở cạnh nhà Hiền. Một thời gian có mâu thuẫn, ngày 30 tháng 1 năm 2023, tôi tình cờ đi ngang gặp Hiền ngay cổng. Sẵn con dao tôi để trong cốp, chém vào vai Hiền gây thương tích. Tôi lẩn trốn sang Campuchia một thời gian, cho đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, tôi quay về dùng súng vào nhà Hiền bắn hai phát gây thương tích. Sau khi bắn Hiền, tôi sang Gia Lai rồi đi Campuchia. Rồi cho đến ngày hôm qua tôi về Sài Gòn, về Đắk Lắk. Trên đường tôi đi Đắk Nông lẩn trốn thì bị cơ quan cảnh sát bắt giữ. Xác định cái đối tượng này là rất manh động và liều lĩnh, có thể sử dụng các loại vũ khí, hung khí nóng để chống lại cái lực lượng truy bắt. Cho nên chúng tôi cũng là thường xuyên họp với các cái tổ truy bắt, là phải mục đích cao nhất là phải bắt được cái đối tượng này. Tuy nhiên cũng phải đảm bảo được an toàn cho cái lực lượng tham gia vây bắt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Với hành vi chống người thi hành công vụ, Nguyễn Văn Thành, trú tại xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Vào sáng ngày 11 tháng 3, tại km 378 nút giao Nghi Sơn, đường cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an do Trung tá Nguyễn Quang Việt làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện xe container kéo theo rơ móc do Nguyễn Văn Thành điều khiển vào đường cấm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tuy nhiên Thành không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình bị truy đuổi, Thành tiếp tục điều khiển xe container đâm thẳng vào phía sau xe ô tô của tổ công tác, khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Rất may không có người bị thương. Đe dọa đòi tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông. Phạm Thành Dương vừa bị Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Phạm Thành Dương thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh, hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để ghi hình gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, đối tượng còn có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông, đòi tiền bồi dưỡng, nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông. Thông tin mới nhất về vụ việc đối tượng Lê Quốc Tuấn trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Tuấn. Theo điều tra ban đầu, vào tháng 12 năm 2023, Tuấn đến ở nhờ nhà chị ruột ở xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Sáng ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ ở gần nhà. Đến trưa cùng ngày, Tuấn mang theo hai sợi dây dù, một con dao đi bộ sang nhà người phụ nữ này. Tại đây, Tuấn đã kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Tuấn dùng hai sợi dây dù trói tay chân nạn nhân, đồng thời lấy cuộn băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét. Lúc này, Tuấn thấy trên cổ nạn nhân có đeo sợi dây chuyền vàng nên đã dùng tay giật đứt sợi dây chuyền. Trong lúc giằng co thì nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây bị thương tích. Do nạn nhân cởi được băng keo và la hét lớn nên Tuấn đã cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân. Sau đó Tuấn bán sợi dây chuyền được 11 triệu đồng và bỏ trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngày 3 tháng 3, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Tuấn tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Tuấn là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy nhiều năm nay. Liên quan đến vụ tham mô tài sản và trộm cắp tài sản tại các bưu cục của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng Nhanh chi nhánh An Giang trên địa bàn thành phố Long Xuyên, sáng nay Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Đăng Khoa, Đoàn Phước Toàn về hành vi tham mô tài sản, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Lộc về hành vi tham mô tài sản và trộm cắp tài sản. Bốn bị can này đều là nhân viên của các bưu cục của Công ty Cổ phần Dịch vụ Chuyển hàng Nhanh chi nhánh An Giang trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023, sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng, bốn người này không về giao nộp tiền cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài. Trong đó, Toàn chiếm đoạt trên 16 triệu đồng, Khánh chiếm đoạt gần 32 triệu đồng, Khoa chiếm đoạt trên 55,3 triệu đồng, Lộc chiếm đoạt gần 37 triệu đồng và hàng hóa 84 đơn hàng Lộc giao hàng thất bại trị giá trên 27,7 triệu đồng. Ngoài ra, Lộc còn trộm 3 đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi bưu cục và chở đi giao cho khách lấy số tiền trên 10 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Trần Ngọc Bắc, trú tại tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Biên Hòa và Công an phường Tam Phước đã phát hiện và bắt quả tang Bắc đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước, thu giữ 13 gói ma túy đá. Qua đấu tranh, Bắc khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom về sử dụng thì bị bắt. Tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định truy nã số 05 ngày 11 tháng 8 năm 2020 đối với đối tượng Thu Đức Thìn, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 18 tháng 1 năm 2022 đối với đối tượng Vàng Văn Ánh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Còn về tội trộm cắp tài sản,
Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 15 tháng 3 năm 2017 đối với đối tượng Hầu Xóa Giàng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Và đối tượng Đặng Văn Tuấn, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Bạch Sa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, phải nhận quyết định truy nã số 01 ngày 1 tháng 2 năm 2018 của Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.